Núi Bà Đen từ lâu đã là một danh thắng nổi tiếng và được gọi là biểu tượng của vùng đất Tây Ninh, miền Đông Nam Bộ. Nơi đây còn được là điểm đến du lịch tâm linh với ngôi chùa Linh Sơn Tiên Thạch gắn liền với truyền thuyết Bà Đen, thu hút hàng triệu lượt du khách về thăm viếng mỗi năm. Cả một vùng đồng mênh mông, vùng ngoại ô thành phố Tây Ninh với những cánh đồng lúa trải rộng khắp thẳng tắp, vùng chuyên canh mãn cầu, từng thửa rau mỡ xanh mỡ màng như làm nền để tôn lên ngọn núi Bà Đen vốn là nóc nhà Nam Bộ với độ cao 986m. Nhìn từ xa, núi Bà Đen lúc nổi bật giữa nền trời xanh, lúc ẩn hiện giữa từng gợn mây lảng bảng lẫn trong sương mờ, ngọn núi như mê hoặc du khách, gợi những truyền thuyết tâm linh, ẩn chứa những nét đặc trưng văn hóa của người vùng đất Tây Ninh đầy nắng và gió. Núi Bà Đen cùng với núi Heo và núi Phụng đã tạo nên quần thể di tích văn hóa lịch sử núi Bà với khung cảnh hữu tình, lại thêm nhiều hang động để du khách khám phá. Hàng thế kỷ trôi qua, núi Bà Đen nổi khắp Nam Bộ bởi vẻ đẹp hoang sơ mộc mạc vốn có. Ngày nay, nơi đây đã trở thành điểm khám phá và chinh phục mới mẻ của giới trẻ. Hơn thế, đỉnh núi cao nhất Nam Bộ này thường có mây phủ, còn là điểm săn mây lý tưởng cho các tay máy chuyên nghiệp và không chuyên. Có lẽ bởi vậy mà đỉnh núi này có tên là Vân Sơn. Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 95km, giao thông rất thuận lợi để thực hiện du lịch khám phá hay hành hương về núi Bà Đen. Ngoài những chuyến xe khách hay tour du lịch thăm viếng núi Bà Đen, còn có tuyến tàu bus về đây. Du khách cũng có thể sử dụng phương tiện cá nhân, đặc biệt là xe máy, luôn phù hợp với cho dân phượt. Chinh phục núi Bà Đen bằng đường bộ có thể mất khoảng 2-4 giờ đồng hồ. Đi men lối mòn với hai bên đường là rừng trúc và chuối rừng xanh mát, cảm nhận được không khí trong lành, không gian thoáng đãng của núi rừng phương Nam. Đoạn đường càng lên cao càng dốc, trơn trượt, khó đi hơn, song sẽ là một trải nghiệm thú vị cho những người ưa mạo hiểm. Sau quãng đường leo núi thật thú vị, đó là du khách có thể tận hưởng cảm giác trải nghiệm không gian về đêm ngay trên nóc nhà Nam Bộ. Còn nếu du khách lựa chọn đi cáp treo thì khoảng 20 phút, hệ thống cáp treo núi Bà Đen được hoàn thành từ năm 1998, dài 1,2 km và cao 225m với 20 cột mốc. Đến năm 2013, thêm một hệ thống cáp treo mới theo công nghệ châu Âu cũng được đưa vào khai thác để đáp ứng nhu cầu ngày càng đông của du khách. Từ đây, du khách có thể phóng tầm mắt nhìn quần thể núi Bà Đen lừng lững giữa một vùng đồng bằng trù phú với điểm nhấn là hồ Dầu Tiếng nằm trên địa phận hai tỉnh Tây Ninh và Bình Dương. Trải khắp từ chân núi lên đến đỉnh là quần thể kiến trúc gồm đền, chùa, miếu, tháp đều mang những đặc trưng của văn hóa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian. Đặc biệt, với du khách hành hương, điểm đến trên núi Bà Đen là chùa Linh Sơn Tiên Thạch, nơi thờ Bà Đen. Tục truyền rằng Bà Đen chính là nàng Đênh, con của một vị quan ở Tràng Bàng, xuất gia đầu Phật rồi chết trên núi. Sau hiển linh phù hộ giúp đỡ dân chúng trong vùng lúc mất mùa đói kém hoặc gặp chuyện oan ức. Ngôi chùa được xây dựng từ thế kỷ thứ 18, trải qua nhiều lần trùng tu, lần mới đây nhất là vào năm 1997. Đây là ngôi chùa có kiến trúc hài hòa mang nhiều nét đặc trưng của chùa ở Việt Nam. Núi Bà Đen thu hút khách đến viếng thăm quanh năm, nhưng đông nhất là dịp tháng riêng và lễ vía bà, từ ngày mùng 5, mùng 6 tháng 5 âm lịch. Đến với núi Bà Đen, từ cảnh vật thiên nhiên, không gian trời đất như hòa quyện, nơi đây còn được mang đến trải nghiệm về một vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử có nhiều giá trị tâm linh đáo.